Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 17, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Thiện và bất thiện của đạo Phật xác định rất rõ. Thiện là an vui, là hạnh phúc, là yên ấm, không có đau khổ trong đó. Mà Khổng Tử bảo nhân chi sơ tánh bổn thiện, người mới sinh ra là thiện, thiện sao lại đứa bé này lại khóc? Nếu thiện thì phải cười chứ, nghĩa là chẳng làm khổ mình khổ người. Tức là cái đạo đức của đạo Phật là đạo đức nhân quả, tức là thiện ác. Vậy thì khi mà làm chúng ta khổ, chúng ta khóc thì có phải là chúng ta thiện đâu? Chúng ta đang ở trong ác pháp. Đứa bé sinh ra khóc thì đứa bé ở trong pháp ác chứ tại sao gọi là thiện? Cho nên những cái điều kiện mà xác định của một vị thánh nhân mà còn sai thì huống hồ chúng ta là phàm phu tục tử, làm sao chúng ta không sai? Cho nên từ cái sai đó chúng ta mới có cái sự suy ngẫm, mới hiểu biết để chúng ta thấy không sai. Cũng như bây giờ chúng ta thấy nè, kinh điển Đại Thừa cũng xác định rằng có Phật tánh, rồi thiền Đông Độ cũng xác định rằng có Phật tánh, có một vật thường hằng, thường lạc ngã tịnh. Thế rồi chúng ta suy ngẫm lại nơi cái bản thân của chúng ta, khi những cái người chết rồi thì họ còn những cái gì? Tại sao nếu họ còn thì họ phải hiện về cho chúng ta, nói cho chúng ta biết, trong khi chúng ta đang ở trong ý thức này? Trái lại khi mà nằm mộng mị thì chúng ta thấy những người chết, mà sao chúng hàng ngày chúng ta từng sống như thế này, sao lại chúng ta không thấy những người chết về nói chuyện với mình? Đó là những cái cụ thể và xác định rõ ràng là người chết không có linh hồn, nếu có linh hồn thì về. Còn bây giờ cái tưởng của chúng ta nằm chiêm bao mộng tưởng mà thấy cha mẹ ông bà mình chết thì đâu có nghĩa là cha mẹ ông bà mình hiện hồn về trong tưởng để lập cái linh hồn của mình, mà chính cái tưởng của chúng ta đã biến hiện ra cái hình ảnh quân tập. Chúng ta ví dụ như ông cha của mình, như ông nội bà nội mình chết nay 10 năm, 20 năm, mà nằm chiêm bao mình thấy ông nội bà nội mình vẫn không già hơn cái tuổi mà khi hồi mới chết, là như vậy sao? Hiện giờ thì mặt ông khác nè, râu ông khác chứ, hồi ông mới chết mới có 30 tuổi à, hay là 40 tuổi à, mà bây giờ tóc râu lẽ ra bây giờ 40 năm nữa, mà bây giờ mình nằm chiêm bao mình còn thấy ông ta sao không bạc tóc, cũng còn đen như vậy, cũng còn cái gương mặt tuổi trẻ như vậy, thì như vậy có phải linh hồn không không? Tất cả những cái này đều là những hình ảnh quân tập ở trong cái ý thức của chúng ta, để rồi từ cái tưởng thức đó nó hoạt động, nó đưa ra như một cuồng phim, một cuồng phim ảnh mà thôi. Cho nên tất cả những cái này là cái giả dối của cái tâm, của cái tưởng thức của chúng ta tạo thành cái thế giới siêu hình. Cho nên do vì vậy mà chúng ta không có minh, mà không có minh tức là chúng ta không hiểu thấu rõ. Không hiểu thấu rõ thì chúng ta lầm lạc. Từ lầm lạc thì chúng ta sẽ bị người khác gạt, nói rằng con đường này là có Phật tánh nè, con đường này là có như thế này thế khác, để rồi chúng ta chấp nhận nó, rồi chúng ta đi mãi, cuối cùng thì Phật tánh đâu không thấy, mà thấy cuộc đời đau khổ của mình cũng còn nguyên như trước. Đó là cái nói về cái minh và cái vô minh. Còn bây giờ thì cô Diệu Quang lại hỏi tiếp thầy: kính bạch thầy, tu tập như thế nào mà chánh tri kiến sanh khởi? Cái chánh tri kiến, bởi vì hồi nãy cái trí tuệ mà mình thấy biết cái này cái kia, nó các pháp thấy cái vật này vật kia, mình đều bị làm chấp. Bây giờ mình muốn được cái này nó không làm chấp, tức là cái trí tuệ mình nó không bị làm chấp cái vật gì hết, thấy đó mình phải biết cho rõ, mà làm sao cho cái trí tuệ mà chánh tri kiến đó nó sanh khởi, nó tiếp với cái pháp đó, các pháp khác, thì nó lại hiểu biết được các pháp đó, nó rõ ràng, và nó làm cho cái tâm của người đó không dính mắc, không giận hờn, không phiền não. Cũng như bây giờ người đó chửi mình, mà mình có là chánh tri kiến rồi thì tức là mình không có giận, mà mình chưa có chánh tri kiến mình mới tức. Người ta nói mình chó thì mình giận quá, họ nói vậy là mình phải chửi họ trâu mới được, chứ còn không chửi như vậy không được, cho nên mình đâm ra mình phiền não, mình tức. Vậy mà ở đây cô Diệu Quang hỏi thầy: kính bạch thầy, tu tập như thế nào mà chánh tri kiến sinh khởi? Đáp: có hai duyên để tu tập. Muốn tu tập mà cái chánh tri kiến để sanh khởi, để khi người ta chửi mình không giận á, hoặc là có chuyện gì xảy ra cho mình không buồn á, để cho tâm mình được giải thoát á, thì ở đây thầy trả lời cho cô Diệu Quang á, thì có hai duyên để tu tập.
Một là tiếng nói của người khác, tức là đối tượng đó các con. Mình phải tư trong đối tượng đó. Hai là như lý tác ý. Như lý là pháp hướng đó. Đó thì các con thấy rõ ràng. Thầy cũng dạy các con phải tư trong đối tượng. Thì cái tâm của các con nó mới có, nó mới thả ra, nó mới ly dục ly ăn. Mà ở đây để làm gì? Ở đây cái mục đích ở đây để nó phát khởi chánh tri kiến, để khi người ta chửi mình không giận. Nếu mình tư mà không có đối tượng á, thì tới chừng đó người có đối tượng nó chửi mình thì mình giận. Mà bây giờ mình tư ở trong cái có đối tượng, thì cái đối tượng nó hàng ngày nó làm cho mình phiền não giận hờn, thì bắt đầu mình từng tập cái như lý tác ý, tức là từng tập cái pháp hướng, từng tập cái pháp hướng nó thấm nhuần theo cái đối tượng. Bữa nay mình thấy mình còn giận nè, nhưng mà mai kia mốt nọ sau nay nó hết giận rồi, tức là mình biết rằng do hai cái pháp này mà chánh tri kiến mình nó phát sinh khởi rồi. Mà nó sinh khởi rồi thì tức là mình không còn giận nữa đó. Thì như vậy là rõ ràng là từ lâu tới giờ mình tu đúng pháp chứ không phải là sai pháp. Cái thứ nhất đó, tiếng nói của người khác, tức là đối tượng tu tập trong đối tượng, tu tập ở trong động, nghĩa là trong cảnh động, chứ không có cảnh mà trốn tránh né để rồi ở trong thất mà ngồi tu, thì cái tâm ngàn đời nó cũng không có sanh khởi được cái tri kiến, cái chánh tri kiến này được. Thì như vậy là chúng ta đã tu đúng cách, là phải tu trong đối tượng, tu ở trong cảnh động, như lý tác ý, tức là pháp hướng tâm. Mà tu như vậy thì các con cũng như các thầy thấy là cái tu tập như vậy gọi là tu tập chánh tri kiến, để được tâm giải thoát, tệ giải thoát. Thì phải có sự hỗ trợ của năm chi. Nếu muốn được mà phát khởi như vậy thì mình phải tu hai cái duyên này, tức là đối tượng và như lý tác ý. Mà muốn mà để đạt được cái tri kiến giải thoát này hoàn toàn với cái tệ giải thoát đó, thì tức là nó phải có sự hỗ trợ của những cái phần khác, chứ không phải là nội mình tu ở trong đối tượng rồi như lý tác ý mà nó thành tựu được đâu. Nó còn phải có những cái chi phần khác để hỗ trợ nó, để có năm cái chi phần để hỗ trợ nó, để cho nó thực hiện được cái chánh tri kiến giải thoát này. Bởi vì nó tri kiến mà còn lại tri kiến được tâm giải thoát, rồi tệ giải thoát nữa. Cho nên nó phải, khi mà tu tập, nó không có nghĩa là tuy rằng nói rằng muốn khởi cái chánh tri kiến thì nó phải có hai duyên tu tập, thì đó là hai cái duyên trực tiếp. Còn những cái duyên khác, cái chi phần khác nó không trực tiếp, nhưng mà nó giúp cho hai cái duyên đó, để cho cái người tu đạt được cái chánh tri kiến, giải thoát được cái tâm và cái tuệ giải thoát. Vậy thì năm cái chi này là cái gì? Năm cái chi này là cái chi lớn nhất. Thứ nhất là giới luật. Cái chi thứ hai là mình phải nghe người ta thuyết giảng, như mà các con các thầy mà nghe thầy thuyết giảng đó là nghe. Và cái chi thứ nhất thì nó là giới luật, tức là giới luật của Phật đưa ra là mình phải sống cho đúng, đừng có sống sai, đừng có sống phạm giới. Cái thứ hai là phải nghe cái lời giảng dạy, nghe cách này cái kia để cho mình hiểu, nó làm cho cái sự hiểu biết của mình nó đúng cái pháp, nó không có sai. Rồi nghe rồi để làm gì? Nghe rồi để thảo luận như thế nào. Các con nghe rồi cái chỗ đó không hiểu mới bàn tới bàn lui, tức là các con hỏi những cái câu hỏi, đó là thảo luận đó các con. Như bây giờ các con nghe thầy giảng rồi, các con cái chỗ đó không hiểu, các con mới hỏi thầy đó, thì hỏi thầy tức là các con sẽ thảo luận, phải không? Thầy sẽ trả lời cho các con, tức là thảo luận để mà cho ra cái pháp đó, để mà cho hiểu. Nhưng ở đây chúng ta mới thấy có ba cái điều kiện, còn hai điều kiện đó là gì? Điều kiện thứ tư đó, thì chúng ta phải chỉ, tức là chúng ta tu ở trong cái tỉnh giác, làm sao cho cái tâm mình nó được tỉnh mà nó không khởi một cái niệm gì, ít ra thì cũng phải một tiếng đồng hồ, nó không có để cho nó định tĩnh được. Nó định tĩnh nó mới phát sáng ra được cái chánh tri kiến của mình, nó mới thấy đúng được. Đó là chi thứ tư. Chi thứ năm là gì? Chi thứ năm là quán. Quán là nhiều khi mà được thầy giảng rồi, về mình mới suy tư, mình quán xét lại những cái lời nói của thầy coi đúng hay sai, suy nghĩ coi nó như thế nào, suy nghĩ để tìm ra những cái lý mà tự mình đã phát sáng ra để tìm. Thì các con thấy rõ ràng từ cái chỉ nó mới phát sáng ra được cái quán. Do đó thì có năm chi này để chúng ta thực hiện được cái, để hỗ trợ cho cái hai cái pháp tiếng nói, đối tượng của người và như lý thắc ý, để cho hai cái duyên này nó thực hiện được cái chánh tri kiến sanh khởi. Từ đó trước mặt của chúng ta mọi vật nó đều đi qua thì chúng ta đều làm chủ, bởi vì chúng ta có chánh tri kiến sanh khởi rồi. Đó là cái mà chúng ta cần phải học và hiểu
để chúng ta biết, để mà chúng ta rèn luyện mình trong những cái sự tu tập, chứ không đâu phải là chuyên môn nội cái tứ chánh cần không. Nhưng ở đây không phải là chúng ta ngoài cái tứ chánh cần thì chúng ta thấy như thế nào nè. Tiếng nói của người khác, tức là chúng ta lấy đối tượng để tu ở trong những cái pháp của chúng ta đã học, từ chánh niệm tỉnh giác định nè, từ định hơi thở nè, từ định niệm hơi thở nè, cho đến định vô lậu nè, thì tất cả những cái đó là chúng ta đã tu tập để mà đối với cái đối tượng của tiếng người, của tiếng người khác. Rồi trong khi tu tập đó thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dùng cái pháp hướng như lý pháp ý rồi, thì rõ ràng là có rồi. Vậy thì khi mà thực hiện cho đạt được cái này thì chúng ta phải có năm chi phần, phải lấy dư luật. Mà nếu mà chúng ta tu cái tứ chánh cần mà chúng ta không sống dư luật, không sống thiêu dục tri túc, thì chúng ta chắc chúng ta không bao giờ mà ngăn chặn các pháp được hết. Cho nên chúng ta phải sống đúng dư luật, lấy dư luật phòng hộ sáu căn, sống thiêu dục tri túc thì mới đúng. Thì thầy cũng sẽ trả lời sau này những cái câu hỏi mà nó cũng nhằm vào cái chỗ tu tập đó. Còn ở đây thầy chỉ giới thiệu để cho chúng ta biết rằng khi tu thì đừng nghĩ rằng bây giờ tôi tu cái tiếng nói đối tượng người khác như lý tắc ý thì tôi tu đây là một pháp nữa sao? Không phải một pháp đâu. Nhìn ở trên tứ chánh cần thì chúng ta đã có ba cái loại định để tu ở trên đó rồi. Thì ba loại định trên đó thì tức là chúng ta sống ở trong cái hoàn cảnh có đối tượng để mà chúng ta ngăn các pháp ác. Mà ngăn các pháp ác thì đoạn dứt các pháp ác, thì do cái định nào định nào, thì như vậy là chúng ta đã như lý tác ý nó, đã đúng như vậy. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng để cái chỗ đó nó sanh khởi được chánh tri kiến, thì từ ở chỗ mà tu tứ chánh cần mà do ba định này thì nó sẽ sanh tứ, nó sẽ sanh chánh tri kiến, để thêm cái phần chúng ta hiểu rõ được cái đường lối của đạo Phật. Chứ nó đâu phải đây là một cái pháp riêng. Nhiều khi các con các thầy nghe tới đây tưởng đó là cái pháp riêng nữa rồi, thì chắc chắn là thầy dạy muôn đời các thầy cần rối thêm, chứ không bao giờ mà biết biết nó là cái chỗ nào hết. Đó là những cái hiểu lầm lạc mất đi. Cho nên nhiều khi nghe riết rồi cái rối đầu, không biết cái chỗ nào tu nữa hết. Trời ơi, bây giờ thầy dạy tiếng nói của người là phải tu nữa nè, như lý tắc ý là tu cái khác nữa nè. Trời ơi, nhiều quá, gì mà định niệm hơi thở, rồi định vô lậu, rồi định chánh niệm tỉnh giác, rồi nào là tứ niệm xứ trên thân quán thân, nó tùm lum đủ thứ hết. Trời ơi, bây giờ biết cái nào tu giờ, rối ren ở trong đầu. Nhưng mà không phải nói là nói để cho hiểu, hiểu để gồm lại chúng ta biết, chúng ta tu trong cái định đó nó có những cái đó, chứ không phải khác. Thì các con cũng như quý thầy thấy rõ ràng là khi chúng ta mà tu được những cái này để cho có cái chánh tri kiến, thì giới luật nghe, tức là văn, văn là nghe, nghe rồi thảo luận rồi chỉ quán, năm cái chi phần này chúng ta phải tu tập. Thì ở trong chánh niệm tỉnh, định niệm hơi thở hay là chánh niệm tỉnh giác định đều là có chỉ ở trong đó hết rồi. Rồi định vô lậu là có quán ở trong đó rồi. Cho nên tất cả những cái này bây giờ còn có cái là nghe rồi hỏi. Đó, bây giờ hôm nay được nghe thầy giảng nè là nghe, rồi bây giờ hỏi thầy đó là thảo luận. Còn giới luật thì các con đã sống đúng rồi, thì như vậy là nó có thêm hai cái phần là nghe và thảo luận thôi. Từ hôm đó tới nay thì không có hỏi, cho nên nó không có sự thảo luận mà thôi. Hỏi kế tiếp thầy, kính bạch thầy, như thế nào là sự tái sanh trong tương lai xảy ra? Nghĩa là trong cuộc sống mình hôm nay đang sống như thế này thì như vậy là trong tương lai mình sống như vậy, cái sự tái sanh nó sẽ xảy ra hay là không xảy ra, hay hoặc là mình tu như vậy mà là mình bị ngăn chặn không có cho nó sinh ra? Đáp: bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, như vậy con người tiếp tục tái sanh trong tương lai. Ở đây thầy trả lời rất là ngắn gọn ở chỗ cái câu này nè. Trong cái câu này nè, bị vô minh, tức là hồi nãy thầy có giải cái chữ vô minh ngăn che mình không thấy các pháp, cho nên mình lằng chấp thân mình là ngã, tâm mình là có một cái bạ Phật tánh ở trong thường còn, cho nên đó là những cái mình chấp để cho mình chạy theo những cái trần cảnh, cái trần, cái pháp trần. Bị tham ái, tức là lòng thương yêu của mình nó trói buộc mình, thì cái người đó mà thấy mình, bây giờ mình thấy mình nè, có những cái mình còn làm chấp, mình cho thân mình, tâm mình là cái ngã, là cái thân của mình. Là tại sao mình biết là mình còn cái ngã mà mình biết rằng mình còn chấp cái thân của mình? Là tại vì người ta chửi mình thấy mình còn giận, người ta nói cái gì đó mình thấy mình còn buồn, thì cái đó là cái bị ngăn che, cho nên mình bị làm chấp, bị vô minh rồi. Mà cái người bị vô minh mà còn buồn, còn phiền não, còn giận hờn như vậy đó, là cái người đó còn bị tái sanh luân hồi. Rồi bây giờ nếu mà mình không có còn giận hờn phiền não nữa, nhưng mà mình thấy mình còn thương anh nhớ em, còn nhớ con nhớ vợ, còn lo lắng cho đời sống thêm thế này thế khác, còn tham cái máy này cái xe kia, thì cái người đó còn buộc tức là họ còn phải tiếp tục tái sanh luân hồi nữa, chứ không thể nào họ trốn khỏi hết.
Thì cái câu hỏi của quý vị quan là hỏi như thế nào, nghĩa là như thế nào mà tái sanh ở trong tương lai, vì vô minh, vì bị tham ái mà phải tái sanh trong tương lai. Nếu chúng ta có minh thì chúng ta không bị, chúng ta có minh thì tham sân si không có, mà chúng ta không tham ái tức là không thương với ai hết, thì tức là chúng ta sẽ không tái sanh luân hồi, không còn tiếp tục ở trong cái tái sanh nữa. Con người bị vô minh ngăn che có nghĩa là con người không thấy đúng sự vật nên lầm chấp cái không phải cho là phải, cái không đúng cho là đúng, nên thường tạo ra nghiệp ác hoặc thiện, do nghiệp ác thiện mà tiếp tục tái sanh luân hồi. Nghĩa là cái nghiệp ác thiện đó nó tiếp tục tái, nhưng mà vì mình lầm chấp cho nên mình thấy cái đúng cái sai, cái này cái kia, do đó mà mới tạo ra nghiệp thiện nghiệp ác. Còn tham ái tức là lòng thương yêu ưa thích, nghĩa là lòng thương yêu cái này kia, mà giờ mình còn thương ưa thích ăn uống thì mình cũng biết đó là cái tham ái của mình chứ gì. Mình thương, mình ưa thích cái áo này đẹp, mình ưa thích cái da này nó tốt, thì do nó ưa thích nó, thì cái sự ưa thích đó và cái sự thương ghét nhớ thương những người thân của mình bằng cái này bằng cái khác, thì cái đó là cái nhân, cái đó là cái ưa thích, nó là tạo ra cái nhân quả nghiệp ác thiện ở trong đó. Do nghiệp ác, do cái nghiệp ác thiện mà tiếp tục tái sinh luân hồi nữa, thì do đó tương lai mình phải tái sinh luân hồi. Và cái tâm trạng đó mình biết thì mình còn phải biết tái sinh luân hồi, mà cái tâm trạng đó nó hết thì tức là mình chấm dứt tái sinh luân hồi. Hỏi kính bạch thầy, người nhập sơ thiền phải lìa pháp gì, được những pháp gì? Thì hồi nào tới giờ thì các con thấy thầy dạy sơ thiền cái gì? Các con thấy thầy dạy sơ thiền cái gì? Nhưng mà thầy nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc có tầm có tứ, thầy nói vậy. Thì bây giờ các con cũng thấy ly dục ly ác pháp, nhưng mà ở đây cô Út hỏi lại, cô Diệu Quang hỏi lại thầy, người nhập được sơ thiền phải lìa những pháp nào? Chứ còn bây giờ ly dục ly ác pháp là lìa dục ly ác pháp cái gì? Bây giờ cô Út hỏi lại để cho nó rõ ràng hơn, mình phải lìa, có phải ly dục ly ác pháp là ly dục ly ác pháp là cái pháp gì, được những pháp gì, và khi nhập sơ thiền thì mình được cái cứu cánh của nó, được cái quả vị của cái sơ thiền những cái pháp nào? Cũng muốn hỏi vậy. Đáp, người nhập sơ thiền phải lìa năm chi phần. Hồi nãy thì chúng ta nói ly dục là ly ác pháp, chúng ta thấy nó gọn, nó không có phân chia ra cái rõ ràng lắm, nhưng ở đây thì thầy phân chia ra cho rõ ràng, người nhập sơ thiền phải lìa năm chi phần. Nó có năm cái chi phần ở trong cái sơ thiền đó, mình phải lìa thì mới nhập được sơ thiền, mà mình không có lìa bỏ năm cái chi phần đó thì mình không có nhập được sơ thiền. Chứ nó không phải đơn giản như chúng ta gồm lại là ly dục ly ác pháp là nhập sơ thiền, cái đó là tóm tắt là một cái danh từ, nhưng mà ở đây phân ra làm năm chi phần để mà chúng ta lìa bỏ. Một, từ bỏ tham dục. Hai, từ bỏ sân. Ba, từ bỏ hôn trầm thùy miên. Bốn, từ bỏ trạo hối. Năm, từ bỏ nghi. Đó là năm cái chi phần này là cái người đó phải lìa xa ra, phải bỏ ra. Chứ còn nếu mà cái người mà còn một cái ở trong này thì chưa phải là nhập sơ thiền. Nếu một người còn ham ngủ, ngồi còn hôn cầm thì nói tôi nhập sơ thiền thì được không? Không được. Bởi vì nó năm chi phần này phải lìa ra mà. Mà giờ mình còn hôn cầm thì không được. Bây giờ tôi ngồi đây mà tôi không có vọng tưởng, diệt tầm tứ đi, không có vọng tưởng gì hết, nhưng mà cái sân tôi còn nè, thì như vậy là tôi chưa phải nhập sơ thiền đâu. Tôi chỉ ức chế tâm tôi hết vọng tưởng, chứ sự thật ra tôi chưa có phải là hết. Tôi phải bỏ cái sân nè. Bây giờ tôi còn thấy cái món ăn nó thèm nè, mà tôi ngồi thiền 1-2 giờ nó không vọng tưởng, thì cái còn thèm tham dục như vậy thì chưa phải là người nhập sơ thiền. Sơ thiền để xác định mình phải bỏ năm chi phần, mà năm chi phần đó thì chúng ta thấy mới gọi là ly dục ly ác pháp chứ, mới đúng chứ. Nếu mà bây giờ mình nói là bây giờ tôi chỉ cần có hết vọng tưởng, ngồi thiền mà không có vọng tưởng là tôi đã nhập sơ thiền, thì cái đó là cái sai, không đúng. Ở đây nó đã chỉ cho các con thấy rõ ràng, cho nên chúng ta muốn nhập được một cái thiền định đầu tiên ấy, thì chúng ta phải bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, từ bỏ hôn trầm thùy miên, từ bỏ trạo hối, từ bỏ nghi. Đó, thì tất cả những cái này nó phải từ bỏ. Vậy thì cô Diệu Quang này hỏi thầy, khi bỏ được những cái pháp này rồi ấy, thì chúng ta có được những cái gì? Chứ không lẽ chúng ta bỏ rồi thì bắt đầu chúng ta nhập sơ thiền thôi, như vậy thì nó không có nghĩa lý gì. Vậy đi nhập sơ thiền để làm gì? Hay là nó không ngơ, nó tút ruốt ở trong đó thì làm gì đây? Cho nên cô hỏi vậy để chúng ta xác định rằng trong khi nhập mà bỏ cái năm cái chi phần này rồi thì chúng ta sẽ có được những cái gì ở trong trạng thái của lúc chúng ta bây giờ.
đã bỏ cái này ra thì nó phải có những cái khác vô chứ. Chứ không không lý rồi bỏ cái này ra rồi không có cái gì thì chúng ta trở thành một cây đá sao? Cho nên cái ý của cô Diệu Quang là muốn hỏi như vậy. Nếu mà chúng ta bỏ cái này ra rồi thì chúng ta sẽ trở thành cây đá mất rồi. Vậy ngồi thiền thành cây, thành đá thôi, đi ngồi thiền, đi tu chứ làm gì? Cho nên ở đây thì thầy sẽ giải thích cho nghe rõ. Và thành tựu được năm chi phần, nghĩa là hồi đó mình bỏ năm chi phần này thì mình sẽ đạt được năm cái chi phần khác. Chi phần thứ nhất là tầm, chi phần thứ hai là tứ, chi phần thứ ba là hỷ, chi phần thứ tư là lạc, chi phần thứ năm là nhất tâm. Nghĩa là trong khi một người tu mà nhập được sơ thiền thì người ta thành tựu được năm chi phần đó, tầm tứ đầy đủ, hỷ lạc có, nhất tâm có, thì như vậy là đúng là chúng ta đã ở trong cái trạng thái sơ thiền. Còn bây giờ nếu mà chúng ta có hỷ lạc mà nhất tâm không có này, rồi hỷ lạc có, nhất tâm có mà tầm tứ không có thì tức là không phải nhập sơ thiền, nó còn thiếu một chi phần là cũng nhập sơ thiền này. Chứ không phải là nó phải đủ năm chi phần này thì mới gọi là nhập sơ thiền. Đó là cái phần của cô Diệu Quang, thầy trả lời hết rồi. Bây giờ thầy tiếp tục để trả lời cái phần của thầy Chân Huệ. Thầy Chân Huệ hỏi: kính bạch thầy, tại sao thường dùng câu quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, có ý nghĩa như thế nào? Đáp: quán thân trên thân nghĩa là ở trên thân quan sát xem xét kỹ lưỡng để hiểu về thân con người một cách như thật, không còn hiểu lầm hiểu lạc ở trên cái thân đó nữa. Thì quán thọ cũng vậy. Nhưng mà các con thấy đây là chúng ta ở trên thân quán thân mà tu về nhân tướng, tức là quan sát trên cái nhân tướng của nó. Do đó chúng ta quan sát hiểu cho rõ về cái thân của chúng ta thì chắc chắn là các thầy cũng biết đó là cái định vô lậu rồi, quán bất tịnh, quán này quán kia đó, quán vô thường rồi đó. Đó là cái chỗ mà trên thân quán thân. Thì cái chữ trên thân quán thân nghĩa là trên cái thân của chúng ta mới nhìn nó mà quan sát. Chúng ta như là nhìn quan sát một cái vật gì mà bên ngoài, chúng ta nhìn cái ca này quan sát, nhìn cái hộp băng này chúng ta quan sát. Thì cái sự quan sát đó thì cũng như là chúng ta ở trên cái thân của chúng ta, chúng ta quan sát nó, quan sát nó trong cái nhân tướng. Rồi bây giờ chúng ta quan sát ở trong cái hình tướng ngoại, rồi quan sát trong hình tướng nội, rất là kỹ lưỡng ở trên cái chỗ mà tu tập này, rất kỹ lưỡng. Cho nên ở đây thì Chân Huệ hỏi thầy: quán thân trên thân, quán thọ trên thọ có ý nghĩa như thế nào? Thật sự ra thì nó là một cái câu hỏi này tuy ngắn nhưng mà thầy giải thích luôn cả cái hành của thân, cả cái hành nội, hành ngoại của thân, rồi cả cái nhân tướng của thân, như vậy nó mới đủ. Đó là tứ niệm xứ đã dạy như vậy. Cho nên trên thân quán thân tức là ở trên đó mà quan sát xem xét kỹ lưỡng để tìm hiểu về cái thân của mình, về thân hành, hành nội, về thân hành ngoại, về nhân tướng của thân của mình bằng cách này bằng cách khác để mình thấu rõ. Mà mình thấu rõ nó để làm gì? Mình thấu rõ nó bởi vì ở trên cái thân của chúng ta là cái thân ô nhiễm, cái thân bất tịnh, cái thân ham muốn, cái thân đòi hỏi. Cho nên chúng ta thấu rõ để mà chúng ta ngăn chặn những cái ham muốn ô nhiễm đó mà làm cho nó thanh tịnh trở lại. Cho nên ở trên đó mà quan sát như vậy để cho khắc phục được tham ưu đó, tức là chúng ta làm cho nó đừng có đắm nhiễm các pháp của thế gian. Bây giờ Chân Huệ hỏi kế thầy: kính bạch thầy, tham công án và tham thoại đầu như thế nào, xin thầy giải thích cho con rõ. Ở đây thì chúng ta không có dạy tham công án, tham thoại đầu, nhưng mà Chân Huệ hỏi thì thầy dù sao đi nữa các con cũng sắp sửa sẽ là khi mà thầy các con tu xong hoặc là đủ duyên thì các con hướng dẫn người khác tu hành thì người ta cũng có thể người ta hỏi về cái vấn đề của các pháp môn thiền khác như thiền Đông Độ, tham công án, thoại đầu, thì các con cũng được thầy giải thích, rồi ngày nào đó thì các con cũng sẽ giải thích cho họ mà không có sai khác để cho họ hiểu biết thêm, chứ sự thật chúng ta không có tu cái pháp này. Như thế nào xin thầy giải rõ cho con, giải thích cho con được rõ. Đáp: tham công án và tham thoại đầu khác nhau, không giống nhau. Hai cái pháp này nó không giống nhau. Bởi vì Chân Huệ hỏi thầy: kính bạch thầy, tham công án và thoại đầu khác nhau như thế nào, xin thầy giải thích cho con rõ. Nghĩa là hai cái pháp này tu tập nó có khác nhau hay không, hay là giống nhau. Ở đây thì thầy trả lời: tham công án và tham thoại đầu khác nhau, không giống nhau. Đó là trả lời thứ nhất. Tham công án tức là tham tình, tham nghi tình. Tham cái công án tức là tham nghi tình. Ví dụ đưa ra một cái công án hoặc là hai công án thì chúng ta nêu lên cái công án thử
rồi chúng ta thấy cái chỗ mà nghi tình ở chỗ nào. À, cái công án thứ nhất, trước khi trời đất chưa sanh, ta là cái gì? Hoặc là niệm Phật là ai? Đó. Thì chữ cái nghi tình đó, tức là cái câu hỏi. Bởi vì cái gì là ai thì đó là cái chỗ để nhấn mạnh hỏi. Vậy thì cái nghi tình đó, nó sẽ đặt ngay cái chỗ cái gì là ai, tức là câu hỏi đó. Như cái gì là ai, và giữ câu hỏi đó trong cái ý thức của chúng ta kéo dài cái thời gian ức chế tâm, ức chế tầm tứ, cho đến khi ngộ được, tức là giải đáp được cái câu hỏi là ai, cái gì là ai, giải đáp được thì lúc bây giờ nó bùng dở, nó ngộ được cái chỗ hỏi đó. Ví dụ như trước khi trời đất chưa sanh ra mọi vật, chưa sanh mình ra đó, thì mình là cái gì đó, cái câu hỏi nó làm cho cái ý thức của chúng ta không có thể mà suy nghĩ ra được, không có thể suy nghĩ được, cho nên nó luôn luôn nó giữ cái ý thức cho nó bặt vắng bặt, nó không nghĩ ra được nữa. Bởi vì cái này nó không có thể, cái ý thức nó không thể tìm hiểu ra được, cho nên do đó nó vắng bặt đi. Mà nó vắng bặt thì cái tưởng thức nó sẽ thay thế vào, thì cái tưởng thức nó thay thế vào thì nó bùng dở, nó ngộ. Bởi vì cái ý thức không thể làm việc này được, mà chỉ có cái tưởng thức nó mới làm việc được. Mà cái ý thức nó còn suy nghĩ thì nó không hiểu nổi gì hết. Cho nên niệm Phật là ai? Ai niệm Phật đây? Thì do đó mình không biết cái người nào mà niệm Phật đây. Thì vì vậy, do vì cái câu hỏi như vậy đó, thì gọi là nghi tình hay là tham nghi tình, tức là tham công án. Kéo dài cái ý thức, cái thời gian, kéo dài cái thời gian ức chế tâm đó, để mình diệt tầm tứ, tức là không còn ý thức nữa. Thì cho đến khi mà ngộ, tức là đáp được cái câu trả câu hỏi đó mới xong. Ngộ được câu hỏi đó tức là ngộ tất cả các công án khác. Như vậy thiền tâm gọi là triệt ngộ, nghĩa là mình ngộ được cái câu đó rồi, cái câu hỏi đó mình đã đập dỡ nó được rồi, mình hiểu rồi. Qua cái sức tưởng pháp tưởng của mình hiểu được rồi, thì bắt đầu tất cả những cái công án khác ở trong thiền tâm á, mình đều hiểu hết, không có chỗ nào không hiểu, mà chỗ nào cũng hiểu hết là gọi là triệt ngộ. Là vì ở trong cái thời gian chúng ta dùng cái câu hỏi đó mà chúng ta ức chế cái tâm chúng ta, không có ý thức mà phân biệt cái này cái nọ kia nữa, cho nên nó không có khởi một cái niệm gì được, nó bị kẹt chính ở trong câu hỏi đó. Ta là cái gì, hay hoặc là cái gì đây, họ ta cứ hỏi hoài ở trong đầu, cứ lát chúng ta khởi ra cái niệm hỏi, lát chúng ta khởi niệm rồi. Chứ nếu mà chúng ta không hỏi thì nó sẽ có một cái niệm vọng tưởng nó khác, nó xen giao sao. Cho nên chúng ta muốn kéo dài cái đó thì thỉnh thoảng chúng ta đề kháng cái nghi tình nó lên, cái gì, để chúng ta nhắc, để cho cái câu hỏi nó luôn luôn, nó cái nghi tình nó luôn luôn nó ở trong cái đầu của chúng ta, mà các niệm khác nó không sanh khởi. Mà nó không sanh khởi được thì nó ức chế được cái ý thức của chúng ta, mà nó ức chế được cái ý thức của chúng ta thì cái tưởng thức nó phải hoạt động. Mà nó hoạt động, cái ý thức mà nó chịu hoạt động, cái tưởng thức nó hoạt động thì ngay cái câu hỏi là cái gì, là ai thì nó biết liền à. Bởi vì nó là tưởng rồi, cho nên nó biết liền, nó biết là cái gì rồi. Chỗ mà ý thức ngưng á thì cái đó mới là cái gọi là Phật tánh. Cho nên ở đây chúng ta kéo dài cái trạng thái đó, mà khi nó đã hiểu biết ra thì nó biết ra cái đó là cái gì. Cho nên cái mà như vậy là gọi là triệt ngộ, ngộ hết tất cả những công án. Tham thời đầu, tức là tham đầu câu nói. Các thầy với các con hiểu, thoại là nói, mà tham thoại đầu là đầu của câu nói. Nghĩa là chúng ta chưa có nói ra cái lời nào hết, thì ngay cái chỗ mà sắp sửa nói, chưa nói đó, thì chúng ta tham ngay cái chỗ đó. Thì như vậy là các thầy sẽ hiểu ngay chỗ đó là cái chỗ gì? Cái chỗ chẳng niệm thiện, niệm ác đó. Rõ ràng cái chỗ mà không ý thức nghĩ ngợi một cái gì hết đó, thì đó là cái chỗ thoại đầu đó. Cho nên cái danh từ nó thì nói như vậy để mà chúng ta tham thoại đầu, chứ sự thật đó là một cái pháp để chúng ta ngồi là giữ cái tâm của mình nó không có cái niệm vọng tưởng. Cách thức này nó giống như người giữ tâm, ức chế tâm để cho niệm thiện niệm ác không sanh khởi. Niệm thiện niệm ác không sanh khởi tức là bản lai diện mục. Cho nên do cái chỗ tham thoại đầu thì nó ngộ được cái bản lai diện mục của nó, tức là Phật tánh của nó. Thì ở chỗ chân huệ hỏi về hai cách tu, hỏi về cái tham thoại đầu với tham công án. Đến đây thì thầy đã giải thích cho về cái tham thoại đầu và tham công án. Còn riêng về cái phần các thiền sư mà thoại đầu với công án thì họ dạy theo La Quả thiền sư hay hoặc là theo Hư Dân Hòa Thượng, thì nó có sách vở của nó. Nhưng mà ở đây đại khái thầy giải thích như vậy để chúng ta hiểu biết cách thức họ tu đơn sơ nhẹ. Còn cái mà họ vẽ ra thế này thế khác nữa thì chúng ta không có đi vào chi tiết của họ nhiều, nhưng mà chúng ta biết như vậy.
hỏi kính bạch thầy, bên đại thừa dùng chữ thinh văn, duyên giác và bồ tát. Chân vệ hỏi thầy duyên giác bồ tát mà thôi, còn ở đây thật sự ra ở đây thì phải nói rằng trong kinh điển thường nói thinh văn, duyên giác, bồ tát. Thì câu hỏi của thiện vệ thì nó chỉ có hai là duyên giác và bồ tát. Thầy thêm cái chữ thinh văn để cho nó đủ toàn bộ, để cho đủ cái chỗ mà cấp bậc của kinh điển đại thừa nó sắp xếp, để coi nó sắp xếp như thế nào. Hỏi kính bạch thầy, bên đại thừa thường, bên đại thừa thường dùng chữ thinh văn, duyên giác và bồ tát, có phải để chỉ người tu đạt được quả vị nào đó hay không? Xin thầy dạy bảo cho con được phân biệt. Đáp, bên đại thừa thường xếp lại cao thấp quả vị tu cũng như cách thức làm lợi ích chúng sanh nhiều hay ít. Nó tùy theo cái chỗ mà đó nó sắp xếp để mà nó có cái cao cái thấp, cho nên nó mới có tam thừa đó. Tam thừa ở đây là thinh văn thừa này, duyên giác thừa này, bồ tát thừa này. Cho nên nó ví dụ như thinh văn thừa là xe dê, rồi duyên giác thừa là xe nai, rồi bồ tát thừa là xe trâu vậy đó, nghĩa là xe lớn, còn mấy kia là xe nhỏ, xe con, không có xứng đáng. Do đó mà nó có cái ý nghĩ như vậy. Đáp, bên đại thừa thường xếp lại cao thấp quả vị, tức là đứng ở trên cái chỗ đó đó mới xếp loại cao thấp quả vị của người tu, cũng như cách thức làm lợi ích cho chúng sanh nhiều ít, lấy cái chỗ mà độ chúng sanh. Cho nên bồ tát hạnh nó có, chứ ai bao giờ mà nói thinh văn hạnh bao giờ, hay hoặc là duyên giác hạnh đâu, không có cái đó, nhưng mà có nói là bồ tát hạnh. Nên thinh văn là bậc nghe pháp Phật dạy mà đoạn dứt phiền não đắc quả A La Hán. Cái người mà nghe Phật dạy rồi nỗ lực tu tập đoạn dứt các phiền não đắc quả A La Hán gọi là thinh văn. Chưa có làm lợi ích cho chúng sanh, tức là chưa có độ chúng sanh, gọi là bậc thinh văn. Mình vừa nghe Phật dạy pháp rồi, bắt đầu mình nỗ lực mình đoạn dứt các cái ác pháp, mình xa lìa các ác pháp, để rồi mình thành tựu được thiện pháp, mình chứng được niết bàn, chứng quả được A La Hán, mình gọi là thinh văn. Bậc duyên giác là giác ngộ thông suốt lý 12 nhân duyên, nên xả bỏ đoạn dứt ngũ tiền cái và thất kiết sử, chứng quả A La Hán, tự mình tu, không phải nghe Phật dạy. Nghe người nào mà nghe những cái bài thuyết pháp của Phật rồi tu mà chứng quả A La Hán thì gọi là thinh văn. Còn cái người nào mà tự mình tu mà thông suốt được cái lý 12 nhân duyên, để rồi đoạn dứt cái cuộc sống của mình, tức là đoạn dứt sanh, sanh đã tận phạm hạnh mới xong đó, họ bứt bỏ hết tất cả những cái dây mơ rễ má trói buộc họ đó, thì họ tu như vậy, họ tự tu như vậy đó, thì gọi là duyên giác, họ chứng quả được A La Hán. Cái tu chứng này nó không do là Phật dạy, mà do cái tự người đó mà tự ngộ ra, tự tu ra. Cho nên cái bậc duyên giác còn gọi là độc giác Phật. Độc giác Phật là ông đó ông tự tu, ông chứng, cho không có cái người nào mà giúp ông hết. Ví dụ như cuộc sống của thầy đã thực hiện một đời độc giác, cho nên không có người hướng dẫn cái pháp, mà thầy tự tu để mà ngộ lấy những cái sự giải thoát cho chính mình, rồi bây giờ đem ra giảng dạy cho các con, thì các con đều là bậc thinh văn, còn thầy là duyên giác mà thôi. Nó thì duyên giác là tự mình tu, còn các con bây giờ nghe thầy dạy rồi tu rồi giải thoát được thì các con là thinh văn. Còn cái tu mà giải thoát á, thì thầy duyên giác giải thoát như sao thì các con thinh văn cũng giải thoát như vậy, chứ nó không có hơn thiệt hơn cao thấp. Không phải là thinh văn thấp hơn là duyên giác, mà duyên giác là cao hơn thinh văn, không phải. Hai cái này nó y như nhau, nó giống nhau, nhưng mà vì cái hành trì mà tu tập á, thì các con được nghe thầy giảng dạy, đem kinh nghiệm của thầy dạy lại, cho nên gọi là thinh văn. Còn thầy duyên giác là tự thầy ngộ ra được một cái lý của Phật pháp, rồi đoạn dứt các tham sân si phiền não của mình, rồi ngộ ra được những cái lý đó mà không có Phật dạy, tự mình, cho nên còn gọi một cái tên nữa là bậc duyên giác, nó còn gọi cái tên là độc giác Phật. Cho nên các con nghe nó độc giác Phật chứ con không biết là duyên giác hay là độc giác Phật, do cái chỗ mà hỏi này nó có. Bởi vì trong nhà Phật mà nếu mà chúng ta học mà chúng ta không hiểu hết những cái điều kiện này thì coi như là sự thiếu khuyết của chúng ta rất lớn. Chúng ta phải học và phải hiểu hết. Đại thừa cho hai bậc tu này là tiểu thừa, nghĩa là cho cái bậc mà độc giác Phật này dưới cái gọi là duyên giác này, dưới thinh văn này là tiểu thừa, là cái xe nhỏ chứ không phải là xe lớn.
Còn Đại Thừa là cái xe lớn. Trong kinh Đại Thừa Niết Bàn á, cho hàng thinh văn duyên giác, nghĩa là cái hàng thinh văn duyên giác mà thầy nói lại gọi là tiểu thừa đó, như là trẻ con chưa biết gì hết. Còn Đại Thừa như cái người lớn biết tất cả. Ở bên Đại Thừa thì nó phân biệt, nó cho chúng ta thấy đó là trong cái bộ kinh Đại Thừa Niết Bàn duyên giác á, nó ở trong đó nó có những cái bài kinh nó dạy, thì thầy đã đọc và đã nhớ nó như vậy rất rõ ràng. Là hiện bây giờ những cái lời văn viết ở trong đó nó cũng còn y như thế này, nó có sự mà so sánh phân biệt để chúng ta thấy rất rõ, chứ không phải là thầy đặt cái chuyện này ra, mà chính ở trong kinh Niết Bàn đã nói, cái bài kinh nó đã nói cái này rất rõ. Trong kinh Đại Thừa Niết Bàn cho hàng sinh văn viên giác như trẻ con chưa biết gì hết, còn Đại Thừa thì như người lớn tuổi biết tất cả. Tiểu Thừa như người mới gieo trồng, còn Đại Thừa như người gặt hái quả. Nghĩa là cái Tiểu Thừa như người mới có gieo, mới có cấy cái cây lúa xuống thôi chứ chưa có hột lúa ăn. Còn Đại Thừa là người đã gặt lúa, đã hái quả đem về ăn rồi. Tiểu Thừa như đứa trẻ mới học tập viết, tập đọc. Còn Đại Thừa như người đã đọc qua kinh điển cao siêu và thâm mật. Nó so sánh ở trong đó, những cái danh từ đó đều là do kinh đó mà so sánh như vậy. Thì các con cũng thấy rằng cái Đại Thừa nó nói vậy chứ nó không làm được chủ sinh tử, mà nó dám nói rất là cao siêu, nó là thâm mật lắm. Nó là như người mà đã đọc qua kinh điển cao siêu thâm mật. Nó là như người mà đã biết rành chữ. Còn Tiểu Thừa như là đứa trẻ mới có tập viết, tập đọc mà thôi. Cũng như người nông dân mà mới gieo trồng cây lúa thôi, chưa có gặt hái được ăn. Còn Đại Thừa thì nó đem về nó ăn rồi, tức là cái quả của nó lớn như vậy đó. Đó là mục đích thâm đọc. Ở đây thầy kết luận chỗ mà khi mà cái bài kinh này, do mấy câu hỏi buộc lòng thầy phải có những cái lời nói, và cũng là phải giải thích, rồi cũng phải có cái kết luận của nó. Đó là mục đích thâm đọc của Phật giáo phát triển, diệt Phật giáo nguyên thủy, không khôn khéo mà người có trí tuệ mới nhận ra được. Bởi vì nó sắp lệ lại như vậy chứ nó không phải nó bác ở Phật giáo nguyên thủy là ngoại đạo này, chứ nó không có nói, mà nó sắp nó dưới cái hàng đó. Mà sự thật ra nó không có tu cái pháp của nguyên thủy đâu. Từ cái bắt đầu vô nó, nếu mà nó sắp loại là Tiểu Thừa thì nó phải đi từ cái Tiểu Thừa nó lên, nó không bao giờ tu đâu. Cho nên các thầy thấy hầu hết là các nhà Đại Thừa họ không bao giờ họ giữ giới đâu. Cho nên họ không đi tu từng cái Tiểu Thừa đâu. Nếu mà nó sắp xếp là cái Tiểu Thừa là cái cấp bậc như mình lớp 1, lớp 2 đi, thì ít ra các nhà Đại Thừa họ phải đi từ cái lớp 1, lớp 2 lên chứ. Đằng này họ bỏ lớp 1, lớp 2, họ nhảy qua, họ vô đại học, họ ngồi trên đó, họ nói là tôi là thâm sâu cao siêu, hiểu biết những kinh điển cao rồi. Còn cái Tiểu Thừa thì mới có tập viết, tập đọc, bập bẹ, có nhầm nhòi gì với tôi đâu. Mà ông ta, ông không chịu tập viết, tập đọc, mà ông trèo lên đại học, ông ngồi thì tự hỏi, các con thấy ông học được không? Cho nên đó là cái thâm đọc của cái ngoại đạo, mà của cái tôn giáo khác, mà trong lúc bây giờ ở bên Ấn Độ, nó khôn khéo, nó đội lớp cái tu sĩ Phật giáo, rồi vô đó nó triển khai cái pháp. Nó cũng dựa vào đó, nó nói Phật thiết này kia nọ, nhưng mà nó dìm lần xuống chánh pháp của Phật một cách khôn khéo, rất là khôn khéo. Thậm chí như kinh Nguyên Thủy mà nó còn dám thêm bớt ở trong đó, nó làm đảo lộn tất cả những cái bài kinh, làm chúng ta bây giờ không biết cái bài kinh nó như thế nào, tu trước như thế nào, tu sau. Nó dám như vậy, nó dám làm những chuyện đó. Như vậy các thầy thấy các tổ, mà gọi là các tổ mà của 32 vị tổ mà họ xuyển dương về cái đường lối mà Đại Thừa, thì trong đó đã 33 vị tổ chứ không phải là một vị tổ, 28 vị tổ ở Ấn Độ, còn 6 vị tổ ở Trung Hoa, mà nó đã triển khai tất cả những cái giáo pháp này để nó dìm cái giáo pháp của chính của đạo Phật xuống. Bây giờ chúng ta đi tìm lại, chúng ta thấy rất là vất vả gian nan, mà trong khi nó tu chẳng ra gì hết, bởi vì nó bỏ cái lớp ABC tập đọc tập viết mà. Đó, cho nên ở đây thầy kết luận để chúng ta thấy đó là mục đích thâm độc của cái ngoại đạo, mà thầy nói rằng đó là thâm độc của Phật giáo phát triển, diệt Phật giáo nguyên thủy, khéo léo mà người có trí mới nhận ra được. Người không trí thì không nhận ra được. Người không trí thì cứ nhận đó là Đại Thừa, đó là Phật giáo rồi. Phật giáo này ngon rồi, mình mà tu được Đại Thừa là ngon rồi, vừa tu mà vừa độ người, nghĩa là hạnh phúc biết bao, làm lợi ích cho chúng sanh, nó có gì đâu. Còn Bồ Tát là hàng đẳng cấp cao,
tu tập từ sơ địa đến thập địa là quả vị Phật, không qua đường lối tu tập của tiểu thừa, nghĩa là không có đi qua cái đường lối của tiểu thừa. Từ cái sơ địa nó vẽ ra một cái đường lối khác của nó tu, cho nên nó không có, nó dìm Phật giáo xuống là tiểu thừa, nhưng nó không bao giờ nó tu cái pháp tiểu thừa đó, mà nó tu từ cái sơ địa cho đến thập địa mà thôi. Ở đây thầy cũng kể sơ ra để cho các thầy thấy rằng cái thập địa nó gồm có cái gì, chứ để không thầy nói thập địa rồi tới chừng đó ta hỏi thập địa là gì, tên gì không biết hết rồi mới chết được đó chứ. Cho nên ở đây nó không phải là nó có những cái tên thập địa này không, mà nó còn nhiều tên nữa. À, đọc trong kinh sách của Đại Thừa nó đặt ra nhiều tên thập địa lắm chứ không phải không. Nhưng mà đây thầy thấy là cái này nó cũng tạm để cho các thầy và các con sau này cũng hiểu. Thập địa nó gồm có: một là càn huệ địa, nó có những cái tên từ của nó dữ tợn; hai là tánh địa; ba là nhập nhân địa; bốn là kiến địa; năm là bạc địa; sáu là ly dục địa; bảy là dĩ biện địa; tám là chi Phật địa; chín là Bồ Tát địa; mười là Phật địa. Đó, cho nên nó bởi vì mình nếu mà mình học về Phật pháp mà mình không nghiên cứu kỹ về vấn đề này thì trong khi như chân huệ mà hỏi thầy mà thầy không giảng hết cái này thì các con cũng không có hiểu được, mà giảng hết thì nó cũng mất thời giờ nhiều lắm cho con đường tu tập. Nhưng dù sao chúng ta là những người dân, tức là chúng ta học phải hiểu biết để chuẩn bị cho chúng ta đương đầu với cái con đường của ngoại đạo nó đang dìm Phật giáo, dìm kinh sách của Phật giáo, dìm cái chân lý của Phật giáo xuống tận dưới bùn, nó không bao giờ nó để cho ngóc đầu vậy. Trái lại ngược lại thì trong kinh Nguyên Thủy thì Bồ Tát chỉ là một người tu chưa chứng, chưa thành đạo. Ở trong kinh Nguyên Thủy thì nó xác định rằng một vị Bồ Tát là một người tu chưa chứng. Như thí dụ như Bồ Tát Phổ Minh đi xuống từ ở trên cung trời Đâu Xuất đi xuống thế này, đi tái sanh mà thành đức Phật Thích Ca sau này, đó là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát tu chưa chứng vì mà trải qua nhiều đời nhiều kiếp mà Bồ Tát phải tu hành nhẫn nhục, phải tu tùy thuận bằng lòng, phải tu tứ vô lượng tâm, đó là những cái hạnh tu của những vị Bồ Tát. Coi như là đâu có làm sao mà những vị Bồ Tát này nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Tất cả những bậc A-la-hán người ta mới làm được chuyện đó. Còn Bồ Tát thì chỉ nhẫn nhục mà thôi. Cho nên cái trạng thái mà nhẫn nhục đó mà thầy thường nói với các con là cái trạng thái của cõi trời Đâu Xuất. Cái người mà nhẫn nhục được thì cái người đó sẽ ở trong cái cõi trời Đâu Xuất, chứ chưa phải là ở cõi trời nào nữa. Tức là cái trạng thái tâm của chúng ta là trạng thái đó, là cái cõi trời Đâu Xuất đó. Cho nên Bồ Tát tu nhiều đời nhẫn nhục, rồi bố thí, thậm chí như bố thí thân mạng của mình cho cọp ăn, bố thí cả vợ con, tất cả những cái đó là điều bố thí tất cả hết. Cho nên tu đó thành những bố thí đó, thì nhẫn nhục bố thí thì làm những cái điều đó. Cho nên có một người cư sĩ, thường thường quý thầy họ hay nói cái giọng của họ nghe nó cũng cái giọng mà Đại Thừa. Thì có một người cư sĩ nào đến làm công quả hoặc là cúng dường gì đó thì họ kêu cái vị cư sĩ đó là Bồ Tát. Bồ Tát coi như là sơ phát tâm Bồ Tát hay hoặc là sơ địa Bồ Tát. Cái người mà mới làm công quả chùa này cài cấy thì làm phụ, nấu cơm nấu nước thì vô mà làm phụ gọi là công quả đó, thì cái đó là gọi là Bồ Tát. Cái đó là gọi là vị đó Bồ Tát. Hoặc là cái vị đó đem tiền bạc cơm gạo đến cúng dường thì gọi là cái vị đó là Bồ Tát. Cho nên nó có cái điều kiện họ gọi cái danh từ đó. Cho nên ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng đứng ở trong góc độ một Nguyên Thủy thì cái vị Bồ Tát nó chưa có thành tựu gì hết. Còn ở bên Đại Thừa thì vị Bồ Tát đó là một cái đẳng cấp cao, họ là cái xe lớn rồi, cho nên họ vừa chở họ mà vừa chở bao nhiêu người ở trên đó nữa đi. Cho nên từ đó họ chở đi luôn xuống dưới hố hết trơn hết trọi. Thì vậy bây giờ đó chùa thì phạm giới phá giới thiếu đạo đức, cho nên họ chở luôn dưới xuống hố thẳm. Cho nên vì vậy mà nhìn hình ảnh đó mà chúng ta đau lòng. Bây giờ cô Diệu Tịnh hỏi, cô thì hỏi cũng có nhiều, nhưng mà những cái điều mà đáp thì thầy sẽ đáp ở trong cái tập của cô để cho cô hiểu qua cái chỗ tu tập. Còn cái gì mà chung thì thầy sẽ nêu ra đây để rồi chúng ta sẽ học chung nhau trong cái vấn đề mà tu tập. Còn cái mà vấn đề riêng thì thầy sẽ trả lời ở trong tập nhật ký. Hỏi:
Nói đến tứ niệm xứ là nói đến thân, thọ, tâm và pháp. Tu tập như thế nào mà Đức Phật còn cho nó có tên là niệm lực? Xin Thầy chỉ dạy cho con rõ. Đáp: đặt tất cả các pháp của Đức Phật trên bốn niệm này, tức là trên bốn chỗ đó, thân, thọ, tâm, pháp đó. Nghĩa là tất cả pháp của Phật đều là chúng ta đặt ở trên đó để mà tu hết. Không có pháp nào mà đặt ngoài cái chỗ đó mà tu. Cho nên Thầy có giảng rồi đó, khi mà lấy một cái pháp mà mình đặt ở ngoài cái chỗ đó thì mình không giải thoát được bốn cái chỗ đó đâu. Ví dụ như tịnh độ, đặt cái pháp niệm Phật để cầu giảng sanh thì tức là ngoài cái chỗ đó rồi. Mình cầu giảng sanh tức là mình cầu vào cái thế giới khác, chứ không phải là cầu giải thoát ở nơi thân tâm mình. Cho nên nó sai, nó không đúng. Cho nên tất cả các pháp mà của Phật hiện mà chúng ta tu hành đó, nó đều dồn ở trên bốn cái chỗ này mà chúng ta tu hành. Các pháp tu của Phật có công năng làm cho bốn chỗ này thanh tịnh, tức là quét sạch những niệm ác, ngũ triền cái và thất kiết sử ra khỏi đó. Thì tất cả các pháp nó tập trung, nó dồn lên trên bốn chỗ này để mà tu tập đó. Cho nó làm cho tất cả các pháp ác, lòng ham muốn đều là ra khỏi cái nơi đây. Nó làm cho cái bốn cái chỗ này thanh tịnh. Tất cả các pháp tu tập của Đức Phật được gom lại trên bốn niệm, trên bốn chỗ này, nên nó trở thành một sức lực mạnh mẽ, gọi là niệm lực. Nghĩa là dồn hết tất cả các pháp của Phật, từ ngũ lực, ngũ căn cho đến thất bồ đề, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, tam minh, tất cả những cái này đều là tập trung ở trên bốn cái chỗ này để mà tu tập. Chứ ngoài bốn chỗ này thì không thể nào tu tập cái gì cả. Cho nên nó tập trung như vậy mà các pháp, pháp nào nó cũng là di diệu, pháp nào nó cũng có những cái lực của nó trong đó hết. Cho nên nó tập trung nhiều như vậy á, cho nên nó mới gọi nó là niệm lực. Tập trung ở trên bốn cái chỗ này, mà bốn chỗ này là bốn cái nơi, cho nên bốn cái nơi đó gọi là niệm lực. Vì thế tứ niệm xứ còn có tên là niệm lực, niệm căn. Bốn cái chỗ này là cái căn gốc nó, mình tu tập, mình đem các pháp kia mình tu tập, cho nên nó là trở thành một cái gốc của cái niệm. Mà nếu mà mình không có đem những cái pháp này mà đặt ở trên